Xin chào các bạn, mình là Hùng Ba net đây và đây là cái kênh YouTube của mình. Trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu với bạn một cái cách thức để cho bạn kiếm tiền mà không cần phải bỏ ra bất cứ một khoản tiền nào để đầu tư. Đó, thì như các bạn có thể thấy, đây chính là trong một cái ví, cái ví này có tên là VNDC, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái ví này và đây là số tiền mà mình đã kiếm được khi mà Uh, giới thiệu người đăng ký qua cái đường link của mình và uh, các bạn nhớ nha là các bạn không cần phải uh, có có rất nhiều cách kiếm tiền uh, từ cái uh, ví này cái app này tuy nhiên là nếu như bạn uh, mới uh, tham gia trong cái lĩnh vực kiếm tiền uh, affiliate marketing thì bạn uh, không cần uh, uh, phải quan tâm nhiều nhé các bạn chỉ cần là uh, khi mà các bạn uh, đăng ký thành công ấy thì các bạn sẽ nhận được một cái đường link này này các bạn xác thực tài khoản thành công các bạn sẽ nhận được cái link này và khi mà khách hàng mà đăng ký qua cái đường link này đúng không ạ đăng ký qua cái đường link này thì là bạn sẽ nhận được 10.000 và đồng thời là cái người mà chia sẻ cái đường link đấy thì cũng nhận được 10.000 như vậy nếu như bạn đăng ký qua đường link này của mình thì mình nhận được 10.000 và bạn cũng nhận được 10.000 thì cái cái phần cái 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 link ấy thì nó sẽ có nằm cái link ấy sẽ nằm ở trong cái phần mô tả ở trong cái video mà mình đang quay và mình sẽ up lên trên youtube cho các bạn thì các bạn có thể click vào cái đường link đấy à, sau đó thì là à, thì thì uh, sau đó thì bắt đầu là chúng ta có thể là giới thiệu cho những người bạn của chúng ta và chúng ta sẽ nhận được tiền à, sẽ có bốn bước để chúng ta nhận được tiền từ vnvc à, đầu tiên là chúng ta sẽ đăng ký đi đăng ký tài khoản à, đăng ký tài khoản thì bạn có thể đăng ký qua đăng ký qua cái đường link của mình thì khi các bạn đăng ký qua cái đường link của mình sau đó thì các bạn có thể là thì mình sẽ chia sẻ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách thức để chúng ta có thể kiếm được rep, tìm được khách hàng, cài app, tìm được những người bạn cài app và chúng ta sẽ có những cái chiến lược để có thể là tìm được ngày nhiều nhất số người đăng ký qua cái đường link của bạn để giúp bạn có thể kiếm được từ 200 300 000 mỗi ngày thậm chí là nhiều hơn. Ok thì sau khi đây đó à, đấy là bước một thì bạn uh, sẽ đăng ký uh, các cái thông tin như sau đấy uh, sau khi các bạn đăng ký ta thành công uh, là ở những cái phần này thì nó sẽ gửi cho các bạn một email một cái email đây một cái email thì chúng ta nên đăng ký bằng số điện thoại nhé nên đăng ký bằng số điện thoại thì khi chúng ta đăng ký bằng số điện thoại thì cái việc mà họ gửi cái uh, cái cái mã xác thực uh, mà, mà, uh, cho chúng ta nó sẽ nhanh hơn đấy còn nếu như chúng ta sẽ đăng ký bằng email thì cái việc uh, nhận mặt xác thực nó sẽ chậm hơn rất là nhiều có thể là chưa trong vòng từ 3 ngày cho đến một tuần các bạn nhé đó thì sau khi mà nếu các bạn đăng ký bằng email ấy, thì các bạn sẽ vào trong uh, phần email để kích hoạt cái tài khoản nhé còn uh, nếu như các bạn đăng ký bằng số điện thoại thì uh, sau khi mà bạn đăng ký uh, thành công đấy thì các bạn sẽ vào trong cái app uh, vào cho trong điện thoại để có thể là uh, tải cái ứng dụng nó trên app store hoặc là uh, ios nha các bạn nha google play hoặc là ios và bây giờ thì các bạn có thể xem cái phần hướng dẫn tải app và các bạn ơi đây chính là cái app vndc các bạn nhé đây chính là cái app vndc đó thì các bạn sẽ tải cái app vndc này như thế nào nếu như các bạn dùng điện thoại android thì các bạn sẽ vào ch play hoặc các bạn dùng ios thì các bạn vào trong hoặc các bạn dùng iphone thì các bạn vào trong ios app store sau đó các bạn chọn là vndc các bạn nha, đấy uh, đây chính là cái này các bạn nha vndc wireless pro sau đó các bạn là bấm nút cài đặt sau khi cài đặt thì các bạn sẽ bấm vào nút mở uh, thì ok uh, đây là cái tài khoản của mình nha đó thì mình đăng ký rồi thì uh, uh, tức là khi khi mình đăng ký uh, khi mình đăng ký ở trên 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 ở trên web ấy, thì là mình vào đây mình chỉ cần đăng nhập thôi các bạn nha đó các bạn có thể đăng nhập đấy thì đây là cái tài khoản VnDC của chúng ta nhé thì nếu các bạn chỉ không chỉ là kiếm tiền các bạn chỉ cần kiếm tiền và không cần bất khoản đầu tư nào thì các bạn không cần phải quan tâm đến những cái thông những cái phần ở trong này nhé thì đây là một cái ví thì cái ví này có thể giúp cho bạn mua được các cái khoản uh, tiền số, uh, các cái tiền điện tử khác như là bitcoin, hay là ethereum, hay là usds đó nhiều 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 khoản thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên cái trang chủ của uh, vndc nhá. Và đây là một cái app rất là là uy tín các bạn nhá. Đó. Sau đó thì các bạn uh, sẽ có thể là xác thực KIC đấy. Như các bạn thấy là cái tài khoản này của mình đã xác thực rồi. Còn nếu như bạn chưa xác thực thì bạn uh, sẽ vào phần này nhá. Đó. Xác thực KIC Thì ở đây nó sẽ có một cái biểu mẫu đấy. À, thì các bạn chỉ cần là um, à, chọn vào những cái biểu mẫu đấy và ví dụ như có cái phần là, là nó sẽ có cái phần là uh, bạn đã tải cái mặt trước của chứng minh mặt sau của chứng minh và cái selfie đó uh, thì thực ra nó, nó rất là đơn giản cho các bạn nha thì uh, trong vòng vài phút là các bạn đã xác thực uh, KIC và sau đó thì chờ uh, uh, đội ngũ của VNDC uh, xác minh thì uh, khi đó bạn sẽ nhận được 10.000 và mình cũng sẽ nhận được 10.000 thì khi mà bạn xác thực thành công ấy, thì đây 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 ví dụ đây là người giới thiệu của mình này đấy ví dụ bạn Phước thì mình mình biết đến cái VNDC này qua bạn Phước và mình đăng ký qua bạn Phước thì bạn Phước cũng sẽ nhận được 10.000 đấy và mình cũng sẽ nhận được 10.000 và tương tự như thế là bạn cũng có thể nhận được 10.000 và mình cũng sẽ nhận được 10.000 nhiều bạn sẽ nói rằng đây là một cái app là tại sao mà tự nhiên xong người ta lại có thể cho mình tiền đấy vô lý đúng không? tuy nhiên thì các bạn biết đấy bất cứ một cái công việc kinh doanh nào thì họ cũng cần phải đầu tư đúng không ạ? Thì đây cũng là một cái phần chi phí trong marketing thôi, ở trong chi phí bán hàng thôi các bạn nhé Thì nếu có được user thì họ cần phải uh, quảng cáo bằng nhiều kênh thì đây uh, họ cũng cần phải quảng cáo mà chỉ cần là uh, um, qua những cái network, qua những cái mối quan hệ và chúng ta có thể là biết nhau chia sẻ với nhau về hình thức này và chúng ta có thể kiếm tiền từ cái việc này đúng không ạ? Và khi mà chúng ta kiếm tiền từ cái việc này thì có rất nhiều những user mà sử dụng cái nền tảng VNEC này của họ Đó, thì họ cái cái uh, uy tín với thị trường họ sẽ lớn hơn rất là nhiều Và uh, đây là một cái nền tảng rất là uy tín Và chúng ta có thể rút tiền ra trong ngày các bạn nhé Thì ở cái video khác Các bạn ơi, như các bạn thấy Ở trong cái ví này của mình đang có 220.063 đồng Đó, và số tiền này mình kiếm được từ uh, Các hoạt động mình giới thiệu người dùng nhé sau đó bây giờ mình sẽ vào một cái mục là mình sẽ giúp cái số tiền ở trong cái tài khoản này đúng không ạ ờ, qua tài khoản ngân hàng của mình đó đó mình sẽ rút 200.000 nhé phương thức thanh toán này thì uh, phương thức thanh toán này thì là mình sẽ cần phải phải thêm vào uh, uh, ở trong cái video khác mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhé thì bây giờ mình sẽ bấm một nút bán ok sẽ chờ nó gửi mã xác thực 584 544 584 544 Ôi, các bạn ơi uh, giao dịch đã thành công nhá đó chúng đây nhé các bạn ơi uh, uh, khi mà VnDC đã xác nhận uh, xác thực uh, giao dịch là thành công thì mình sẽ kiểm tra xem phần tài khoản là uhm, tiền đã về chưa nhé đây Các bạn thấy đó như vậy là tiền ở trong tài khoản đã về rồi rất là nhanh chóng cho nên là đây là một cái uh, app kiếm tiền một app để giúp cho anh em kiếm tiền cực kỳ là uy tín và anh có thể rút tiền ra trong ngày luôn nhá rất là nhanh luôn đấy nạp vào rút ra cực nhanh luôn đấy thì anh em có thể là đăng ký bằng cái đường link ở bên dưới cái video này hoặc là đường link mình gửi kèm theo cái bài viết đó wow và bây giờ là đến một phần rất là quan trọng anh em sẽ bắt đầu tò mò không biết là chúng ta sẽ kiếm tiền như thế nào đúng không à, và đây là bên trong cái app uh, vndc và anh em sau khi mà anh em anh em nhớ nhá sau khi anh em xác thực thành công xác thực thành công anh em mới có link để anh em đi giới thiệu và anh em kiếm tiền nhá đó và anh em vào phần này này anh em vào phần giới thiệu này và trong phần giới thiệu nó sẽ có một cái mà id đó và mỗi một người thì chỉ có duy nhất một cái mà id này thôi các bạn nhá đó sau đó anh em sẽ copy cái mã id này đúng không các anh em có thể là dùng nó để có thể là post ở trên facebook uh, facebook cá nhân ở trên cái group thì uh, mình sẽ có những cái video sau hướng dẫn cho các anh em cụ thể hơn về uh, uh, về 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 cái cách thức để anh em có thể kiếm được uh, tiền từ cái công cụ này qua cái uh, qua các cái kênh mạng xã hội nhá. lấy ví dụ như này đó và khi khai, uh, khi khi một người bạn của chúng ta click vào đường link này và đăng ký cái tài khoản đó thì và khi họ đăng ký sau đó thì họ xác minh xác thực KIC đó thì bạn cũng sẽ nhận được uh, 10.000 và họ cũng nhận được 10.000 tuyệt vời đúng không? Chúng ta không phải bỏ bất cứ một cái khoản phí gì cả và chúng ta có thể kiếm được uh, rất là nhiều tiền từ uh, từ cái app này và như cái video giao khác hoặc là ở trong cái group mình sẽ chia sẻ kín uh, chia sẻ uh, cho một số người đặc biệt thôi cái cách thức để chúng ta có thể là Uh, chia sẻ cái link này với cái tỷ lệ người uh, đăng ký cũng như là xác thực kyc cao và giúp chúng ta có thể kiếm uh, vài trăm um, chia vài triệu mỗi ngày ok anh em nhé uh, xin uh, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này nếu anh em thấy video này hữu ích thì anh em có thể bấm một like uh, và đăng ký cái kênh của mình À, bấm vào cái quả hình quả chuông để nhận video mới nhất về marketing về affiliate marketing và về phát triển bản thân anh em nhé đấy hoặc anh em có thể bất có anh em có bất cứ câu hỏi gì có thể để dưới phần bình luận à nhá đấy mình sẽ à, hướng dẫn và mình 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 sẽ trả lời cho anh em từng câu hỏi một ở trong phần mô tả nó cũng có cái link à, dẫn anh em tới một cái group đấy để 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 anh em mình cùng với nhau chúng ta cùng tương tác ở trong cái group đấy để chúng ta có những cái chiến lược hay ho đấy anh em kiếm tiền anh em nhé đó thì app này là app anh mình đã nghiên cứu rất là lâu rồi mình đã nghiên cứu cả hơn tuần rồi mình nghiên cứu đa chiều luôn ấy thì mình xác thực đây là một app ok đó. và chúng ta có thể cùng nhau kiếm tiền được không phải tự nhiên mà mình đi giới thiệu cái này một cách nó công khai đúng không ạ đấy thì công khai nó sẽ liên quan đến nhiều thứ uy tín cá nhân rất là cao. Đấy, chính vì thế mà chúng ta có thể dụng cái app này để kiếm tiền. Ngoài ra thì anh em chẳng cần phải bỏ không cần bỏ bất cứ một khoản phí gì. Đó, anh em họ làm nó hoàn toàn là miễn phí. Ok, đấy cho nên anh em hoàn toàn an toàn nhá. Ok anh em nhá. À một số anh em sẽ hỏi, hỏi rằng là việc tôi xác thực KYC tôi để lại chứng minh đấy nó có ảnh hưởng gì không? Nó có liên quan gì không? À, nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề dương tư của tôi không? thì uh, mình chắc chắn rằng là ở bên uh, vndc đúng không Mà qua những cái uh, tài liệu mình tham khảo cũng như là uh, cái tính xác thực đấy uh, của cái dự án này thì mình thấy rằng là đây là một dự án uy tín đấy, vì uh, dự, án, dự án uy tín cho nên là mọi thứ nó được uh, bảo mật anh, anh em nhé ở trong anh em có thể lên trên web ấy ở trên web thì uh, vndc thì được rất là nhiều Uh, được rất là nhiều ở bên trong cái nền tảng này họ uh, ứng dụng rất là nhiều những công nghệ để bảo, bảo mật uh, mang tính bảo mật cao đấy thì anh em hoàn toàn yên tâm anh em nhé không lộ mình bị mất thông tin và sử dụng ở những việc xấu anh em nhé ok anh em xin chào anh em và uh, hẹn gặp lại anh em trong những video sau uh, chúng ta cùng nhau uh, uh, um kết nối cùng nhau tương tác với nhau và cùng nhau uh, có thể là kiếm tiền từ lĩnh vực affiliate marketing mình biết có rất là nhiều người họ kiếm vài trăm triệu một tháng từ uh, những cái hình thức uh, kiếm tiền như thế này và mình rất là hy vọng uh, mình có thể chia sẻ cho anh em những cái dự án mới những cái cách thức mới uh, vô cùng là đơn giản để anh em có thể kiếm được tiền nhé yeah. ok anh em xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo xin chào